Hello, xin chào tất cả các bác nha. Xin chào tất cả khách hàng của HTX Gia Phúc Sen. Em là Phin. Hôm nay thì em sẽ lên một cái clip giới thiệu cho tất cả các bác về những cái dòng sao đi rừng nhá. Những cái kiểu dáng rất là mới để cho các bác mình đang quan tâm thì mình có thể lựa chọn nhá. Em sẽ nói rõ hơn về thông số kỹ thuật cũng như là giá thành của sản phẩm để các bác quan tâm mình có thể liên hệ em nha. Đầu tiên em giới thiệu cho một người đấy chính là một con dao mèo 28 nhá. Đây các bác ơi, đây là dao mèo 28 nhá. 28 là một cái mã dao mèo dài nhất của bên em. Lưỡi dài 28 này. Độ dày cho em vào khoảng 5-6mm các bác nhé. Cán ở đây cho em là cán gỗ mun hoa, nên là các bác có thể nhìn thấy này. Ui, những vết vân lên đẹp thế. Đây là những cái vết vân lên rất là đẹp nhá. Cán ở đây cho em là khâu ở đây là khâu đồng vàng, nó cực kỳ sáng dao. Cái chức năng chính của con này thì các bác sẽ dùng được cho em là dùng để chặt được gỗ, chặt được tre, chặt được củi cứng, và các bác có thể chặt gà, thái lọc được rất là tốt. Và cái vỏ của nó cũng là vỏ nhọn nhá. Vỏ nhọn theo hình của con dao luôn, cũng làm từ gỗ mun hoa này. Vết vân lên rất là đẹp như thế này. Em sẽ cho vào vỏ để mọi người có thể nhìn thấy được nhá. Mã sản phẩm này có mã là M28NCD này mọi người này. NCD đang có giá là 750.000 mọi người nhé. Ui rất là đẹp. Mọi người dùng xong mọi người có thể treo lên để trưng bày. Em sẽ cho vào trong vỏ này luôn để mọi người có thể nhìn thấy cái vỏ dao của nó nhá. Và tiếp theo em giới thiệu cho mọi người, ở đây là một cái con dao thép trắng không gỉ nhá. Bên em thì có hai loại thép, một là dòng thép nhíp và thứ hai là dòng thép trắng. Thép trắng thì đối với bác nào mà mình hay để trưng bày thì mọi người có thể lựa thép trắng nhá. Con này này, mọi người ơi, con này thì chức năng chính cho em là mọi người có thể chặt cây, chặt củi, có thể chặt gà, chặt sườn, và con này chặt dừa phải nói là quá là đỉnh luôn. Lưỡi 28, độ dày cho em là 5 ly nhá. Được thiết kế theo kiểu dáng khâu bọc đồng xếp lớp này, mọi người nhìn thấy không? Đó, khâu bọc đồng xếp lớp có một cái chốt hoa rất là đẹp như thế này. Và cán gỗ mun nhá, mun hoa nhá mọi người ơi. Đó, cái sống dao nó hơi cong, nó tạo cho mình một cái lực chặt rất là tốt. Đây ạ, đây sẽ là cái vỏ dao nhá. Vỏ của nó là kiểu dáng vỏ gỗ mun hoa này. Có những vết vân hoa lên cực kỳ đẹp luôn này các bác này. Đó, này em sẽ cho dao vào vỏ nhá mọi người nhá. Đó, mọi người có thể treo lên để trưng bày cũng rất là ok cho em. Treo lên để trưng bày cũng rất là đẹp. Con này có mã là M28KMVG, đang có giá là 1.090.000 nhá. Em sẽ cho dao vào vỏ này để mọi người có thể nhìn thấy nó nha. Và tiếp theo bên cạnh đây, đó là một cái kiểu dáng rất là mới nhá. Nó là một kiểu dáng cực kỳ mới của bên em. Nó là đối với các bác mà không thích mũi vát mà cũng chả thích mũi nhọn thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn. Con này thì nó sẽ gọn nhẹ hơn. Lưỡi của nó khoảng 25-26 thôi các bác. Lưỡi 25-26. Độ dày là 5 ly. 5-5.5. Cũng thiết kế theo kiểu dáng khâu bọc đồng xếp lớp này, có chốt hoa này. Ở đây có một cái dây nhá, dây da nhá để mọi người có thể cầm và treo nhá. Con này thì cũng có thể chặt gà, chặt sườn cực kỳ tốt, dùng trong nhà bếp ấy, thái lọc được. Và mọi người chặt tre, chặt củi được nhá. Và có thể dùng để chặt dừa cũng rất là ok. Mã này thì cái kiểu dáng của nó hơi vát như kiểu dao tàu ấy mọi người ạ. Và cái vỏ của nó cũng được thiết kế theo. Ui, con này vỏ đẹp thế. Ôi, mọi người nhìn thấy cái vân không? Đó, nó rất là đẹp luôn. Con này thì nó được thiết kế theo cái kiểu mà mũi dao của nó hơi vát như này luôn nhá. Em sẽ cho vào vỏ này. Mã sản phẩm này là M28QVG nhá. M28QVG. 28QVG này đang có giá là 1.030.000 mọi người nhá. Đó, ui ơi, đẹp thế. Này các bác nhìn thấy không? Mọi người có thể lựa chọn một bộ sưu tập như này luôn. Không thì các bác cũng có thể là mua lẻ từng con một cũng được. Mọi người mà mua cả bộ 4 con này thì có một cái ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tiếp theo là một mã sản phẩm là DT02 nhá. Mã này thì có giá mã là DT02. DT02 thì nó hơi giống cái dòng Choco ấy mọi người. Lưỡi 28 nhá. Độ dài cho em là khoảng 5 ly. Và thiết kế cái cán của nó rất là đẹp này. Nó có một cái điểm G ở đây khi mà mình cầm này, không lo bị trơn trượt này. Và cũng làm thêm cái con dao trông nó đẹp ấy. Khâu và chốt đầm đỏ nhá, nó sẽ kiểu màu hồng như thế này. Trời ơi, con này mũi của nó sẽ không kiểu vát quá. Chặt gỗ cho tre được, chặt gà cho sườn được, để trưng bày cũng rất là đẹp. Đó, mọi người nhìn thấy không? Cái vỏ của nó này. Đấy, vỏ mun hoa cực kỳ ok luôn nhá. Em sẽ cho dao vào vỏ nhá. Mẫu này có mã là DT02 nhá. DT02 này đang có giá 900.000 mọi người ạ. Đây là mọi người nhìn thấy không? 900.000 nhá. Đây các bác nhìn thấy không ạ? DT02 với mức giá 900.000 cho em này. Đó, em sẽ để vào đây để các bác nhìn lại những cái mã dao mà em đang giới thiệu mọi người nhé. 4 sản phẩm dao. Mỗi con nó sẽ có một cái kiểu dáng khác nhau, nhưng mà nó sẽ đẹp nhá. Đối với bác nào mà mình thích chọn dáng nào thì mọi người có thể lựa cho em. Còn bác nào bạn đang sưu tập một cái bộ như thế này thì các bác cũng có thể
mua cả bộ em sẽ để cho các bác mình một cái ưu đãi cực kỳ tốt. Ok chị ạ. Rồi nhá, em sẽ dừng lại cái clip này tại đây. Và cảm ơn mọi người đã xem clip của em nhá. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip lần sau. Mọi người có thể cho em xin một lượt follow kênh nhá. Hoặc là liên hệ cho em qua số điện thoại 0987 240 733 nhé các bác ơi. Ok, cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.